vì sao Hải Lan Châu được nhận ân sủng ngập trời nhưng vẫn không được làm hoàng hậu. Trong lịch sử, Hoàng Thái Cực là vị hoàng đế sáng lập nên triều đại nhà Thanh. Trong hậu cung của ông có một nữ nhân đặc biệt nhất, được ông sủng ái nhất, đó chính là thần phi Hải Lan Châu. Hải Lan Châu là cháu gái của Hiếu Đoan Văn Hoàng hậu Triết Triết, là chính thê của Hoàng Thái Cực, và là chị gái của Hiếu Trang Văn Hoàng hậu, là sinh mẫu của Hoàng đế Thuận Trị. Hoàng Thái Cực là con trai thứ 8 của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, không chỉ có tính tình ổn định mà còn rất thông minh. Về sau, Hoàng Thái Cực kế thừa vị trí của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, đổi tên nhà Hậu Kim thành Đại Thanh. Để lôi kéo sức mạnh của Mông Cổ, Hoàng Thái Cực đã liên hôn với người Mông Cổ. Năm vạn lịch thứ 42, tức năm 1614, Hoàng Thái Cực thành thân với Triết Triết và lập bà làm Phúc Tấn, sau đó được phong làm Trung Cung Đại Phúc Tấn. Sử sách ghi chép lại, Hiếu Đoan Văn Hoàng hậu tên thật là Triết Triết, xuất thân quý tộc Khoa Nhĩ Thấm của Mông Cổ, hậu duệ của Chuyết Xích Cáp Tác Nhi, em trai ruột của Thành Cát Tư Hãn. Năm vạn lịch thứ 42, Triết Triết 16 tuổi, kết hôn với Hoàng Thái Cực. 22 tuổi là đại hãn của Đại Kim, trở thành Đại Phúc Tấn, chánh thất của Đại Hãn. Sau khi kết hôn, Triết Triết và Hoàng Thái Cực ở chung rất hòa hợp, hạnh phúc. Hoàng Thái Cực còn thường xuyên khen ngợi vợ mình là hòa nhã, hiền huệ, rất có đức hạnh. Thậm chí Hoàng Thái Cực còn đưa ra khẩu quyết rằng nếu như Triết Triết sinh hạ được hoàng tử sẽ truyền ngôi cho. Xem ra trong lòng của vị hoàng đế khai quốc nhà Thanh khi ấy thật sự có người vợ này. Thế nhưng sự đời khó liệu, Triết Triết không có phúc khí, sinh liền ba người con đều là công chúa, không sinh được con trai nối dõi có dòng máu Ái Tân Giác La. Thấy thế, anh trai của Triết Triết khuyên bà đưa hai cháu gái là Bố Mộc Bố Thái và Hải Lan Châu vào cung. Nghe lời anh trai, Triết Triết đồng ý để Hoàng Thái Cực nạp Bố Mộc Bố Thái làm Trắc Phúc Tấn vào năm Thiên Mệnh thứ 10, tức năm 1625. Cùng năm này, Triết Triết hạ sinh con gái cho Hoàng Thái Cực. Sau đó bà tiếp tục sinh thêm hai con gái nữa. Bố Mộc Bố Thái cũng chỉ sinh ba con gái mà không thể sinh con trai sau 9 năm nhập cung. Năm Thiên Thông thứ 8, tức năm 1634, người Mông Cổ tiếp tục tiến cử Hải Lan Châu nhập cung, nàng trở thành Phúc Tấn được sủng ái nhất, ân sủng vượt xa Triết Triết và Bố Mộc Bố Thái. Năm Sùng Đức thứ nhất, Hoàng Thái Cực xưng là hoàng đế, chính thức lập ra nhà Thanh. Theo chế độ của Trung Nguyên, Đại Phúc Tấn Triết Triết được phong làm hoàng hậu, hai người cháu gái của nàng là Bố Mộc Bố Thái được phong làm Trang Phi, Hải Lan Châu được phong làm Thần Phi. Hoàng đế lúc đó lập ra hệ thống tứ phi gồm Thần Phi, Quý Phi, Thục Phi và Trang Phi. Bố Mộc Bố Thái nhập cung trước Hải Lan Châu 9 năm nhưng chỉ được phong Trang Phi, còn Hải Lan Châu được phong Thần Phi, có địa vị cao nhất trong tứ phi. Khoảng thời gian sau đó, Hoàng Thái Cực gần như không đoái hoài gì đến Triết Triết, chỉ chuyên sủng Thần Phi Hải Lan Châu, thi thoảng có quan tâm đến Bố Mộc Bố Thái. Có thể nói, cháu gái Hải Lan Châu đã hoàn toàn cướp đi tình yêu của vị hoàng đế khai quốc Hoàng Thái Cực, khiến cô mình rơi vào tình cảnh bị vắng vẻ lẻ loi. Mắt thấy tai nghe những chuyện đau lòng, vị hoàng hậu đức cao vọng trọng, mang danh mẫu nghi thiên hạ vẫn luôn nín nhịn trong lòng, không dám trách trời mắng đất. Năm Sùng Đức thứ hai, tức năm 1637, thần phi Hải Lan Châu hạ sinh Hoàng Bát Tử. Ngày Hoàng Bát Tử ra đời, hoàng đế đặc biệt ban chiếu cáo đại xá thiên hạ, chứng tỏ sự sủng ái của Hoàng Thái Cực đối với mẹ con thần phi, cũng như ngầm thông báo ý định phong người con này làm thái tử. Không may Hoàng Bát Tử bất hạnh chết yểu sau vài tháng tuổi, thần phi đau đớn đến mức lâm trọng bệnh. Ba năm sau, nàng qua đời ở tuổi 33. Khi thần phi qua đời, Hoàng Thái Cực nhiều lần khóc ngất, ngày ngày đều nhớ thương vô hạn. Sau này, hoàng đế truy phong thụy hiệu cho Hải Lan Châu là Mẫn Huệ Cung Hoàng Nguyên Phi. Mặc dù Hải Lan Châu sau đó mất sớm, chung đụng cùng Hoàng Thái Cực không lâu, thế nhưng khi còn sống, nàng cũng đã chiếm được mọi ân sủng, yêu thương của người đàn ông đứng trên vài người. Đến lúc chết, với phong hào thần phi, gần với hoàng hậu nhất, Hải Lan Châu cũng đã không còn gì tiếc nuối. Không chỉ thế, khi viết văn tế, Hoàng Thái Cực cũng gọi Hải Lan Châu là Nguyên Phi, ý tứ là nguyên phối, vợ cả. Cũng may Triết Triết xuất thân quý tộc, không phải kiểu phụ nữ sống dựa vào tình cảm ban phát của đàn ông, những chuyện nữ nhi thường tình, nàng vẫn chịu đựng được. Đã có không ít người thắc mắc,
tại sao Hoàng Thái Cực độc sủng Hải Lan Châu nhưng không lập nàng làm hoàng hậu của mình. Nhiều người cho rằng Triết Triết, Bố Mộc Bố Thái và Hải Lan Châu đều là mối liên hôn, ai trở thành hoàng hậu Đại Thanh đối với người Mông Cổ không quan trọng. Bản thân Hải Lan Châu là vãn bối, lại nhập cung muộn hơn Triết Triết. Đồng thời Hải Lan Châu đã có quá nhiều ân sủng nên việc trở thành hoàng hậu cũng không quá quan trọng với nàng. Sau khi Hoàng Thái Cực đột nhiên qua đời, Hoàng Cửu Tử Phúc Lâm lên ngôi, tức Hoàng đế Thuận Trị. Sinh mẫu của Hoàng đế Thuận Trị là Trang Phi Bố Mộc Bố Thái, được tôn là Thánh Mẫu. Hoàng hậu Triết Triết trở thành Hoàng Thái Hậu, bà cùng các đại thần ổn định việc triều chính và hậu cung. Bảo trụ Thanh Triều vừa mới thành lập, tạo nền móng vững chắc cho Đại Thanh sau này. Cũng vì vậy, bà được người đời sau kính ngưỡng, các con cháu Ung Chính và Càn Long thêm tự vào thụy hiệu của bà đầy đủ là Hiếu Đoan Chính Kính Nhân Ý Triết Thuận Từ Hy Trang Mẫn Phụ Thiên Hiệp Thánh Văn Hoàng Hậu, vị Hoàng hậu khai quốc duy nhất của Triều Thanh.